Y tế đề nghị là thực hiện nghiêm việc kiểm dịch tại gốc, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm, nghiêm cấm việc buôn bán vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm vào Việt Nam và tuyệt đối không buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia cầm mắc bệnh, vứt xả hay là vứt xác gia cầm, chất thải chưa qua xử lý ra môi trường và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, báo cáo dịch bệnh theo quy định, hàng ngày tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng hoặc là sử dụng vôi bột để sát trùng khu vực nuôi. Từ đầu năm 2022 đến nay thì cả nước đã xảy ra 34 ổ dịch cúm gia cầm tại 19 tỉnh thành phố, buộc tiêu hủy là trên 77.000 con gia cầm.